Anh chàng này là siêu chiến binh Rambo đẹp trai và mạnh nhất vũ trụ, đạn bắn ra quân địch chết như ngả dạ thì nó là bình thường, mà anh ta cầm một ném đạn ném ra quân địch cũng chết hết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổng thống Mỹ khen thưởng tặng cho anh ta một mỹ nữ, hai người ngồi trên xe riêng của Tổng thống, không kìm nổi cảm xúc mà tình tứ với nhau. Anh tài xế tuy rất nghiêm túc, nhưng thế này ai mà chịu cho nổi, thay luôn quả gương lớn để xem cho phê, thậm chí quay hẳn lại nhìn cho nét, cảnh nóng vẫn tiếp tục. Đến nước này thì tài xế dùng hẳn máy quay luôn, mà thôi dùng thêm ống nhòm cho nó chi tiết. Ra Manda cởi áo ngực, hai mắt Rambo sáng như đèn pha ô tô, còn anh tài xế thì cứ như xem phim 3D tại chỗ. Rambo kéo rèm lên, tài xế bỏ xe chạy luôn ra ngoài để xem cho bõ. Rốt cuộc bộ phim hài cực hay này tình tiết thế nào thì vua phim theo dõi đến cuối nhé. Bộ phim bắt đầu tại nhà tên Tổng thống phiến quân Hussein, một nhóm lính Mỹ đang tiến vào, muốn giải cứu đồng đội đang bị chúng bắt giữ. Hai bên xảy ra chiến đấu ác liệt, nhưng lại không ngờ sau một hồi chiến đấu, đội giải cứu con tin lại bị bắt trở thành con tin. Khi Tổng thống Mỹ biết chuyện hết sức lo lắng, bởi thất bại này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch tranh cử của ông. Giờ đây ông cần một siêu chiến binh thật giỏi để hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh bên quân đội đã giới thiệu một người, đó chính là anh chàng nam chính Rambo, vốn là điệp viên không không thấy đang ẩn thân. Cách đây không lâu anh vừa chia tay bạn gái, vì quá buồn nên anh đắm chìm trong thế giới quyền anh ngầm. Mà kiểu thi đấu của anh ta rất khác biệt, lần nào cũng đánh nhầm vào trọng tài, thậm chí là đá trọng tài méo hết cả mặt. Hôm nay trực tiếp tướng quân cũng đến theo dõi, ông vừa cắn miếng bánh mũi lợn vừa xem. Bên này đối thủ mạnh, trận đấu diễn ra ác liệt, hắn định dùng dao đâm lén Rambo. Đến nước này Rambo đành phải dùng đến tuyệt học cuối cùng, đó chính là cú nét cho đối thủ cười đến chết. Thật sự là một chiến thắng tưng bừng, tướng quân xem anh ta thi đấu thật sự đứng ngồi không yên, chính là người giỏi nhất thế giới cần tìm đây rồi. Sau trận đấu lập tức đến mời anh chấp hành nhiệm vụ, còn dùng mỹ nhân kế là Zamanda để khuyên anh ta. Không ngờ Rambo vẫn còn lưu luyến tình cũ nên chẳng để tâm tới Zamanda, cho nên cứ vậy mà phũ phàng từ chối. Tướng quân cố bám theo thuyết phục, nhưng Rambo đã quyết tâm tu hành nên hai người chỉ đành bỏ về. Phía bên này nhóm phiến quân hành hạ con tin ép lấy lời khai, không ngờ con tin lại chịu đau quá giỏi. Anh ta nói đã lấy vợ đến 3 lần, có nỗi đau nào mà không chịu nổi chứ. Bên này Rambo đang ở chùa rửa mặt, vô tình xem được tin tức trên TV về những con tin bị kẻ địch bắt giữ. Rambo thật sự là không thể khoanh tay đứng nhìn, phút chốc anh quyết định quay lại để giải cứu con tin. Tổng thống Mỹ tất nhiên rất hoan nghênh điều đó, còn phái Zamanda đi làm trợ thủ. Hai người ngồi trên xe riêng của Tổng thống, không kìm nổi cảm xúc mà diễn ra câu chuyện như lúc đầu phim. Hai người đã làm những gì trên xe thì mọi người tưởng tượng nhé. Sau một đêm nồng nhiệt, hai người ngồi máy bay đến doanh trại quân đội. Tại đây Rambo được một đội tinh nhuệ đi cùng, Zamanda gửi cho anh nốt ruồi may mắn. Đến điểm giải cứu cả nhóm nhảy dù, nhưng lúc nhảy dù Rambo vô tình rơi làm ngất hai anh đồng đội. Quả nhiên là phong độ chết người, mà cả nhóm tiến sâu vào căn cứ phiến quân. Rambo không may chạm phải một tên võ nghệ cao cường, sau một hồi chiến đấu anh đã tay không tóm được hắn. Không ngờ đó lại là bạn gái cũ, giờ đang làm điệp viên của quân ta ở chiến trường. Diana liền dẫn mọi người tiến sâu vào căn cứ địch, cả nhóm tiếp tục di chuyển bằng thuyền. Bởi vì hai người mới chia tay nên giờ thấy bạn gái cũ anh ta bồi hồi, cứ vậy lấy dao khoét đáy tàu, vô tình làm thủng một lỗ trên thuyền, bị đồng đội phát hiện, anh lập tức dùng chân bịt cái lỗ lại. Ngại quá, đúng lúc ấy một chiếc thuyền của quân địch ập đến, cả nhóm đành cải trang thành ngư dân. Diana dán bộ râu lên mũi mình, nhưng không ngờ rằng trưởng quan của địch đòi lên thuyền kiểm tra, khiến cả nhóm vô cùng hoang mang. David lấy run ra giả vờ câu cá, vô tình bắn con run lên đầu trưởng quan. Diana định câu cá nào ngờ ném một cái cần câu bay xuống nước. Cô thông minh lập tức giả vờ ngắm ống nhòm, không ngờ trưởng quan ngốc nghếch tin họ, lập tức quay về thuyền. Nhưng khi ông ta quay đầu lại, phát hiện Diana đi vào nhà vệ sinh nữ, quân địch lập tức xả ra một tràng đạn. Cả nhóm thấy vậy cũng cầm súng lên phản kích. Diana không giả vờ nữa, cô ném bộ râu xuống. Ôi trời, cô ta sinh vãi đạn. Tommy bắn địch nhưng lại bắn nhầm hướng ra sau. Rambo muốn ở lại chặn đường quân địch để đồng đội nhảy xuống nước bơi vào bờ. Đồng đội không hề do dự đi hết, chỉ còn Rambo ở lại. Quân địch điên cuồng xả đạn, Rambo lập tức nhảy vào buồng lấy ra một khẩu súng máy, đứng tại chỗ bắt đầu quét một lượt vào địch, khiến quân địch lần lượt nằm xuống. Nhưng đứng ở khoảng cách 3 mét, quân địch căn bản không bắn nổi anh. Còn Rambo cũng đã dùng hết gần 5.000 viên đạn mới hạ được 4 tên địch chưa được vài phút. Số đạn mà Rambo dùng đã chất thành núi chìm cả thuyền. Đạn bắn ra xối xả sắp hết nhưng vẫn không bắn được trưởng quan đứng cách đó 5 mét. Rambo lấy ra một quả lựu đạn ném đi, trưởng quan nuốt phải, khiến cả con thuyền địch bị nổ banh xác. Rambo cũng bị vụ nổ khiến anh bắn đi, bay một mạch cắm mặt lên bờ. Đồng đội lập tức kéo Rambo lên. Diana thấy anh bị thương, lập tức xé áo làm băng gạc cho anh. Zapin trợn tròn hai mắt liền chỉ vào cái chân, tôi cũng bị thương nè. Diana không nghĩ nhiều lại xé cánh tay áo, ta nói nó đã gì đâu á. David không đợi được nữa cũng cắn một nhát lên ngón tay. Không lâu sau đó, cả nhóm tìm đến nơi bắt giữ con tin. Rambo lén nhìn vào, phát hiện nơi đây có rất nhiều lực lượng vũ trang. Trước khi đi Diana mới nói, con tin cần giải cứu thực ra là chồng của cô, chỉ mong Rambo có thể hết sức cứu anh ấy. Zabo can đảm một mình xông vào, anh dùng sức xiết
siết chặt cà vạt dễ dàng hạ được một tên, sau đó đến trước cánh cửa, lấy một con dao găm biến nó thành cái kéo, mấy tiếng đồng hồ mới cắt được một lỗ nhỏ. Ai ngờ cái cửa này đâu có khóa, đồng đội không ngại ngùng thâm nhập vào trong, bắt đầu chia nhau hành động. Diana lôi ra một khẩu súng bắn tỉa, cô bóp cò khiến tên lính bị ăn cú đánh trời giáng. Robin cầm theo một cây đại bác gõ cửa, đợi quân địch xuất hiện thì tung ra một cú đấm. Bên này vẫn còn một tên, tiếp tục dùng đại bác xử lý địch, còn Rambo chơi ngay quả cung tên, chuẩn bị ám sát tên cai ngục trưởng, nhưng mũi tên đầu tiên ông ta vô tình né được, Rambo không phục lập tức bắn mũi tên thứ hai, vẫn bị cai ngục vô tình né tránh. Đợi khi mũi tên đã dùng hết, cai ngục trưởng vẫn không hề bị rụng một cọng lông. Bên cạnh đó tên địch đang ăn chuối, thấy Robin anh ta lập tức dùng quả chuối tấn công anh, Robin ăn luôn khẩu súng chuối, dùng hai ngón tay chọc mù mắt địch. Phía bên này cai ngục trưởng quay đầu lại nhìn mới phát hiện có người ám sát mình, ông ta lập tức rút súng ra. Rambo thấy vậy bắt một con gà trống, dùng con gà làm mũi tên, nó bay về phía quân địch với vận tốc tên lửa, hắn gục ngay tại chỗ, gà trống cũng đẻ ra quả trứng luôn. Bên này Tổng thống Mỹ trên máy bay buồn chán, cũng đích thân tham gia vào chiến dịch này. Nhóm Rambo sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nơi bắt giữ con tin, nhưng họ bắt buộc phải có chìa khóa để mở cửa phòng nhốt. Rambo phát hiện cai ngục đang ngủ say, anh lấy cái chổi khều chìa khóa, nhưng không cẩn thận cứ chọc vào mũi cai ngục, sau đó lại chọc cả vào mặt, không may khều vào cái quạt điện kêu ầm ĩ, thậm chí còn mở luôn cả cái đài. Diana ngứa cả mắt cốc đầu anh một cái. Mặc dù cuối cùng lấy được chìa khóa an toàn, nhưng Rambo lại vứt chìa khóa đi quá xa, con tin nhìn thấy chỉ đành chui cả người ra nhặt chìa khóa, sau đó mở cửa nhà lao, nhưng cai ngục bất ngờ tỉnh giấc, con tin vội lấy cái vỉ đập ruồi, cai ngục đầu đập vào bật chuông cảnh báo lên, địch lập tức ùa ra như ong vỡ tổ, con tin bắn một quả đại bác khiến địch dính vào tường, nội tạng lòng mề lộn nhào tứ tung. Nhân lúc hỗn loạn Rambo cứu được thêm rất nhiều con tin nữa, Diana dùng súng sóc lọ bắn kẻ địch tơi bời, sóc mạnh quá còn tụt cả súng. Rambo dựa vào bản đồ anh biết được hang ổ của tướng địch, cùng đồng đội hiên ngang nổ súng khiến địch chết như ngả dạ. Lát sau anh gặp phải một tên, hai người đứng cạnh nhau bắn cả tiếng đồng hồ nhưng không bắn trúng đối phương. Có điều đến cuối cùng Rambo vẫn là người thắng, nhưng Rambo vẫn chưa dừng ở đó. Súng cơ bắn ra mấy chục nghìn viên đạn, đi đến đâu là địch chết như nòng nọc bơi đi tìm trứng, cứ phải gọi là phá đảo con mịa game luôn. Đạn bắn hết rồi, anh bốc một nắm đạn ném bừa khiến vài trăm tên địch chết, một kẻ địch bắn lén nhưng Diana kịp thời đỡ đạn thay anh. Rambo cứ tưởng Diana chết rồi, nhưng áo ngực quá dày nên viên đạn không xuyên nổi. Diana sống rồi, lập tức tỏ tình rằng cô vẫn luôn yêu Rambo. Phía khác Tổng thống Mỹ đã tới, ông đánh một quả giấm, khí thải bay lên khiến địch ngã xuống sông. Rambo bên này sau một hồi leo bờ rào cao 1 mét, cuối cùng cũng vào được hang ổ của địch, tướng quân rút ra khẩu súng uy hiếp anh. Rambo cua tay một cái đã hất văng được súng, súng mất rồi, hai người bắt đầu đấu kiếm. Rambo dùng sức chém vào cây nến ở hành lang, cây nến không sao nhưng kiếm thì gãy, không có vũ khí anh đành rút anten ra đấu lại, vừa đánh nhau vừa nghe điện thoại luôn. Sau đó Rambo đâm tướng quân nhưng anten bị thụt lại, hết cách anh đành phải nhảy xuống lầu, vừa hay đúng lúc ấy Tổng thống xuất hiện. Ông thực hiện cú đu dây đi vào lò sưởi, cũng may quần áo của ông lại chống được lửa. Sau đó Tổng thống chiến đấu với tướng quân, Rambo tranh thủ lúc đó đã tìm thấy con tin, hóa ra đó là Mr. Bean huyền thoại, đã bị tụi khủng bố bắt vì gây cười khiến chúng không thể đánh bom. Tổng thống bên này vẫn đang chiến đấu ác liệt, nhân lúc hắn không chú ý, ông dùng một cái máy bơm khí là xử lý được tướng quân rồi. Rambo bên này đang vác ngài Bean ra điểm giải cứu. Diana gặp lại chồng mình hết sức vui mừng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất yêu Rambo. Vì Diana đã có chồng nên Rambo hẹn kiếp sau gặp lại Mr. Bean vì báo đáp ân nhân, muốn chụp cho vợ và Rambo một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Không ngờ tự trượt chân một cái liền rơi xuống vách đá cao hàng km, kết cục hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Phim hết rồi, nếu hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.